Thưa quý vị và các bạn, hiện nay sự phát triển của công nghệ 4.0 kéo theo xu hướng số hóa ở nhiều lĩnh vực. Với các di tích, việc số hóa sẽ mang lại rất nhiều lợi ích trong việc bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị của di tích. Hưng Yên là tỉnh có số lượng di tích lớn, vì vậy số hóa là việc cần sớm được triển khai. Hưng Yên hiện có khoảng trên 400 di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tương ứng với nó là hơn 400 bộ hồ sơ di tích như thế này. Và đa số thì đều bằng chất lượng bằng giấy. Nếu như không có số hóa thì sẽ rất khó để có thể bảo quản các cái hồ sơ di tích này. Theo thời gian thì đã có rất nhiều những cái hồ sơ di tích bị cũ nát và bị bay màu chữ, mà đây là một ví dụ. Đây là hồ sơ của di tích cấp quốc gia, nhà lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tọa lạc tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Những tài liệu cũ kỹ từ cách đây hàng chục năm đã không còn nguyên vẹn, nhiều trang không rõ chữ. Từ năm 2018, Ban Quản lý Di tích tỉnh đã thực hiện chuyển từ dữ liệu giấy sang dữ liệu số vào phần mềm quản lý, kể cả các tài liệu Hán Nôm. Chúng tôi liên hệ với một số các đơn vị, ví dụ như là Viện Thông tin Khoa học Xã hội, để mà lấy được những cái nguồn thông tin chính xác. Và kết hợp cùng đó thì chúng tôi cũng tiến hành là về địa phương sưu tầm, lập những cái bảng hỏi để hỏi những các cái cụ cao niên ở trong này. Việc chuyển dữ liệu giấy sang dữ liệu số là yêu cầu cấp bách hiện nay để gìn giữ những tư liệu quý này. Song vẫn còn một số hạng mục Ban Quản lý Di tích tỉnh Hưng Yên chưa thể thực hiện. Vẽ kỹ thuật đấy nếu mà bây giờ muốn đưa vào thì lại phải quét lại toàn bộ. Thứ hai nữa là cái quanh vùng đất đai ấy, thì lại phải lên trên Cục Di sản xin quét sao lưu lại. Tính đến thời điểm này, Hưng Yên có 5 cổ vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Hồ sơ của 5 bảo vật quốc gia này khá dày dặn, nếu vẫn lưu giữ bằng tài liệu giấy thì khó có thể lưu giữ lâu dài. Nếu mà ta số hóa được thì khi hiện trạng di tích có sự thay đổi thì chúng ta không cần phải thiết lập bổ sung lại hồ sơ nữa, chúng ta có thể là điều chỉnh trên phần mềm. Các tư liệu ở di tích khó có thể tồn tại mãi bởi sự bào mòn của thời gian. Việc số hóa các tư liệu di tích sẽ giúp gìn giữ và đưa hình ảnh các di tích của Hưng Yên tiếp cận được nhiều du khách ở khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản.